Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là khu tái định cư Long Hải, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là mặt tiền đường Lưu Trọng Lư, nhà thơ Lưu Trọng Lư. Và góc mặt đường Nguyễn Cảnh Trân, Nguyễn Cảnh Trân. Thì giới thiệu với quý vị đây một lô đất góc hai mặt tiền của đường Lưu Trọng Lư và Nguyễn Cảnh Trân đây. Kia là đường Trần Hưng Đạo quý vị nhé, danh tướng Đức Thánh Trần. Giới thiệu quý vị đây một lô đất này, chiều ngang là đây nó có 3 lô. Đó, một lô góc chỗ này là ngang 6m. Đấy, này ngang 6m. Còn cái chỗ này á là ngang 10m. Ngang 10m. Bằng đi chỗ này nó thành là 16m. Đấy, 3 lô. Thì phía đằng sâu kia là sâu 20m. Đó. Sâu 20m. Sâu 20m ở đây. Đấy, đi xuống dưới đường Nguyễn Cảnh Trân là sâu 20m. Còn phía này này thành đi là 16m quý vị nhé. Là lô góc. Đây là tổng diện tích của nó là 334m2. 334m2. Thì giá chào bán cho lô này là 6 tỷ 1 quý vị nhé. 6 tỷ 1 cho lô góc 3 mặt tiền luôn. Bên hông nó còn có cái thoát hiểm nữa. Đấy, cái người ta đi ấy, chính là cái nối thoát hiểm. Thật chạy thẳng vào, nó thoát hiểm. Đấy, bằng đi là chỗ này thành 3 mặt thoáng luôn. Đấy, 2 mặt tiền đường chính và 1 mặt thoát hiểm. Đấy, 6 tỷ 1 quý vị nhé. Và đất ở đây là như lô này là còn có 3 sổ đất ở hoàn toàn. Đấy, khu tái định cư. Ở phía kia là đường số 7, người ta hay gọi là đường số 7, nhưng là tên đường nó là đường Điện Biên Phủ. Đó. Thì sơ bộ với quý vị một lô đất ở đây. Tôi sẽ làm cái video khác giới thiệu một căn nhà diện tích là 11 x 20. Xin chào quý vị.